chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Ông xã Hoa hậu Đặng Thu Thảo khiến nhiều người ghen tị khi được vợ và con gái tận tình chăm sóc. Việc giãn cách thành phố trong thời gian qua đã khiến không ít người phải đau đầu khi không thể ra ngoài, tút tát lại tóc tai. Trong khi đó, nhiều sao Việt cũng quyết định mở tiệm cắt tóc tại gia để tránh khỏi cảnh tóc tai bờm xòm trong những ngày ở nhà cách ly. Mới đây, trên trang cá nhân, doanh nhân trung tính chồng Hoa hậu Đặng Thu Thảo thu hút sự chú ý khi khoe khoảnh khắc được vợ và con gái cắt tóc cho, kèm theo hình ảnh ông bố hai con viết tiệm hớt tóc hai cô. Có vẻ vì tóc ngày càng dài mà lại không thể đi ra đường, mà nam doanh nhân đã nhờ đến sự giúp đỡ của bà xã. Trong ảnh trung tính ngồi ngay ngắn trước gương, trong khi đó Hoa hậu Đặng Thu Thảo đứng kế bên, tỉ mỉ cắt tỉa tóc cho chồng. Dù không biết thành quả như thế nào, nhưng điệu bộ của nàng hậu khi cầm kéo trông cũng chuyên nghiệp, chả kém dân nhà nghề. Trong khi đó, con gái Sophia cũng vô cùng đáng yêu khi ngồi phía trước, cầm lược chải cho bố. Bên dưới phần bình luận, Hoa hậu Đặng Thu Thảo còn tự tin nhận xét về kết quả sau khi tỉa tóc cho chồng, bao đẹp trai hơn tiệm luôn nhé. Khoảnh khắc dễ thương bên trong tổ ấm nhỏ của trung tính Đặng Thu Thảo đã nhanh chóng nhận về nhiều lượt like cùng bình luận của bạn bè và cư dân mạng. Nhiều người không khỏi xuýt xoa trước khoảnh khắc ngọt ngào hạnh phúc của gia đình Hoa hậu. Bên cạnh đó, nhiều bạn bè còn vô cùng ghen tị, ngưỡng mộ với danh nhân 8X khi có một người vợ vừa xinh đẹp, vừa khéo tay và còn có một đứa con gái đáng yêu, luôn khăng khít với bố. Một số người hâm mộ cũng hy vọng rằng doanh nhân trung tính sẽ sớm đăng hình ảnh khoe mái tóc mới do chính vợ anh ra tay tút tát cho. Vào ngày 10 tháng 6 vừa qua, Đặng Thu Thảo chia sẻ ảnh gia đình để chúc mừng sinh nhật ông xã. Đây cũng là lần đầu tiên nàng hậu tung hình 4 thành viên trong nhà quay quần bên nhau. Đặng Thu Thảo và chồng doanh nhân được nhận xét là xứng đôi vừa lứa, hai bé Sophia và Liam cũng khiến dân tình xuýt xoa không ngừng vì quá đáng yêu kháo khỉnh. Có chồng tài giỏi cùng hai con ngoan ngoãn đáng yêu, không khó hiểu khi Đặng Thu Thảo rút khỏi làng giải trí để vun vén cho gia đình thời gian qua. Cùng cập nhật những tin tức mới nhất và hấp dẫn nhất tại Danh nhé! Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé!